Xin chào quý bạn đang theo dõi video ở kênh YouTube Thiết bị Công nghệ Văn Tư. Và hiện tại thì đây là một cái sản phẩm mã mới của 2024 và đây là sản phẩm bán chạy và đã được nhiều khách hàng đánh giá về cái sản phẩm này và đã nhiều khách hàng sử dụng. Và sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cùng nhau đi review trải nghiệm thực tế của chiếc camera IMO 53K này. Và mình đã mở hộp xong cái sản phẩm của camera IMO S7DP-5M0WEZ. Và đây là trong hộp phụ kiện của chiếc camera thì có một nguồn 12V này. Và đây là quyển sách hướng dẫn và tấm dán để chúng ta dán lên các bề mặt và chúng ta bắt vít so chuẩn với chân đế. Và đây là cái chân đế của chiếc camera. Và đây là hộp nắp chụp hộp mạng. Và đây là bộ vít. Và đây là chiếc camera mà mình đang giới thiệu cho các bạn. Đây là chiếc camera IMO mã S7DP-5M0WEZ và đây là chiếc camera. Và chiếc camera này thì hiện tại có hai dầu này, đấy. Hai anten để bắt wifi. Và đây là chiếc camera. Thì mặt trước của chiếc camera thì là logo của hãng IMO. Đây là mắt camera và đây là đèn hồng ngoại. Và chiếc camera này thì có thể quay trái quay phải này, đàm thoại hai chiều này. Đây có loa ở đây và chiếc camera này có cả mic cả loa luôn. Và khu vực quay quét của chiếc camera thì đây là phần quay của chiếc camera và đây là phần quay lên quay xuống của chiếc camera. Và ở khu vực này là khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset của chiếc camera. Và đằng sau của chiếc camera là khu vực loa. Và đây là khu vực lắp chân đế của chiếc camera. Và đây là khu vực tem mã vạch và serial của sản phẩm. Và chiếc camera này thì có một jack là jack 12V và đây là jack mạng. Và chiếc camera này có hai chức năng kết nối để chúng ta xem qua mạng, đó là kết nối wifi và cắm dây LAN khi ở những khu vực không có wifi. Tới nơi thì chúng ta cắm dây LAN cho chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp chân đế của chiếc camera. Cái chiếc camera này thì có thể lắp ở trên trần, trên tường đều được. Và có hai hình thức lắp. Thì các bạn, ví dụ các bạn lắp ở trên tường thì các bạn sẽ để như này. Và chúng ta sẽ bắt này, các bạn nhìn này. Đấy. Bạn chỉ ngoam này. Và chúng ta sẽ để đây. Và chúng ta sẽ chốt cái ốc vào đây. Chúng ta sẽ khóa cái chân đế của chiếc camera lại. À, chúng ta sẽ giữ được cái camera. Khi các bạn lắp trên tường, trên chân thì các bạn sẽ để cái chân đế nó như thế này. Các bạn sẽ đưa cái dây lên phía trước. Và các bạn đây. Đấy. Chúng ta sẽ bắt vít đây và chúng ta sẽ chiếc camera chốt đây và cái đế và camera nó sẽ giữ lại được cho các bạn. Và không bị camera không bị rơi. Thế là mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt của chiếc camera này, nó là hai hình thức lắp trên tường và trên chân đều được. Và bây giờ mình sẽ đi cắm điện và chúng ta sẽ đi cài đặt xem chiếc camera cài đặt nó dễ hay khó và cùng nhau đi trải nghiệm các tính năng bên trong của chiếc camera. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái nguồn này. Đây là cái nguồn. Cái chiếc nguồn này thì nó khoảng cỡ dài khoảng 3 mét. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cắm điện cho chiếc camera. Đấy các bạn, khi cắm điện thì chiếc camera nó sẽ khởi động. Và lưu ý thì khi các bạn lắp thẻ nhớ thì các bạn sẽ cầm camera này, rút điện ra, gạt bỏ đi. Và chúng ta sẽ lắp, tháo hai con ốc này và lắp thẻ nhớ. Và phần khuyết nhớ các bạn nhé, phần khuyết này. Phần khuyết của thẻ nhớ nó sẽ bên tay phải. Tháo ra thì chúng ta sẽ lắp thẻ nhớ như kiểu như dạng này. Và khi cắm điện xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn của cái camera đây. Bạn nhìn thấy không? Đèn nháy xanh này. Nháy xanh nhanh liên tục. Thì là chiếc camera đã khởi động xong và chiếc camera này đang chưa được kết nối wifi. Và lưu ý các bạn nhé,
Chiếc camera này thì nó sẽ kết nối. Chiếc camera này nó sẽ là kết nối Wi-Fi băng tần 2.4G. Và bây giờ chúng ta sẽ vào điện thoại để chúng ta tải một cái phần mềm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải phần mềm ở trên điện thoại iPhone. Và các bạn sẽ vào tìm kiếm phần mềm. Bạn vào Apple Store này. Nếu trên điện thoại Android thì các bạn vào CF Play. Còn iPhone thì các bạn Apple Store. Và các bạn tìm kiếm phần mềm iMobile đây giúp mình. Và các bạn bấm chữ tải. Và các bạn đợi phần mềm tải xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bước tiếp theo. Sau khi các bạn đã tải xong phần mềm thì các bạn bấm chữ mở giúp mình. Và các bạn bấm chữ cho phép. Và các bạn bấm cho phép. Và các bạn sẽ bấm nếu các bạn bây giờ mới bắt đầu dùng camera iMount thì các bạn bấm vào chữ đăng ký. Và các bạn sẽ chọn đến khu vực là Việt Nam. Khi các bạn chọn xong, các bạn chọn bấm Việt Nam này. Và các bạn bấm mũi tên sang bên tay phải. Và chúng ta sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản bằng số điện thoại mà các bạn cần đang sử dụng. Mà muốn chúng ta đăng ký là số điện thoại của mình chẳng hạn. Và chúng ta sẽ đánh cái số điện thoại. Ví dụ như là mình muốn đăng ký số điện thoại của mình 0914169845. Khi các bạn đánh số xong số điện thoại 10 số rồi thì các bạn sẽ đánh mật khẩu của tài khoản có chữ ký tự cả số lẫn chữ. Và các bạn đánh lại mật khẩu một lần nữa. Và các bạn bấm chữ xong và chúng ta tích vào tôi đã đọc và đồng ý, bấm mũi tên sang. Và các bạn sẽ kéo cái cho đố này để chúng ta xác minh trượt. Và chúng ta kéo đã thành công. Và đến đây thì các bạn sẽ gửi, nó sẽ gửi một cái mã xác minh. Thì các bạn sẽ lựa chọn giúp mình là thay đổi chế độ là bằng số điện thoại, bằng số điện thoại gửi mã xác thực. Và các bạn hoàn thành cho đố. Bạn giữ chặt tay về đây và kéo. Và chúng ta đã xác minh đã thành công. Và chúng ta đợi server của hãng gửi một cái mã xác nhận gửi vào cái số điện thoại mà chúng ta đang đăng ký. Nó là 160761. 160761. Và các bạn bấm mũi tên sang bên tay phải. Đã đăng ký thành công. Và đến đây thì các bạn lựa chọn cái là tùy chỉnh trang chủ. Thì thường thường mình sẽ chọn là tiêu chuẩn này, bấm tiếp theo này. Và chế độ là theo xem lại theo kiểu dọc là bấm nâng cao, bấm hoàn tất. Và đây là cái giao diện là ở phần mềm iMobile. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi cài cài đặt chiếc camera cho nó nhận Wi-Fi và chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải và quét QR. Và chúng tôi bấm đã hiểu. Bấm OK. Và đến đây thì các bạn sẽ đưa điện thoại của chúng ta vào phần mã vạch vuông trên cái sản phẩm iMount S7DP-5M0WEZ. Để đưa cái điện thoại của chúng ta vào cái camera phần mã vạch vuông. Khi chúng ta quét xong rồi thì chúng ta sẽ báo là các bạn bật Bluetooth và chúng ta bấm chữ tiếp. Và chúng ta tích vào đây. Tại vì chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc camera có đèn nháy tín hiệu xanh. Và các bạn bấm chữ tiếp theo. Và các bạn bấm chữ bật. Và cho phép khi sử dụng ứng dụng. Và đến đây thì các bạn sẽ chọn cái Wi-Fi mà các bạn muốn chiếc camera kết nối và các bạn sẽ đánh mật khẩu Wi-Fi và lưu ý là mật khẩu Wi-Fi phải chuẩn xác. Bấm chữ xong và chúng ta bấm chữ nhớ vào đây khi các bạn cài camera tiếp theo và chúng ta bấm chữ tiếp theo và các bạn bấm OK. Và các bạn sẽ bật volume ở điện thoại to hết cỡ và camera và điện thoại để gần nhau.
và chiếc camera này đang kết nối với Wi-Fi. Và đến đây thì các bạn sẽ đặt tên cho chiếc camera, ví dụ như là cửa trước chẳng hạn hay là phòng khách chẳng hạn. Khi các bạn bấm xong, các bạn có thể để không dấu hay có dấu. Bấm xong này, và các bạn chọn múi giờ là 7 cộng 7 này, định dạng ngày là cửa nhà hay là nhà hay nhà máy, bấm đã hiểu. Và đến đây thì server của hãng bảo là các bạn có dùng thử hay không. Tại vì mình đã sử dụng bằng thẻ nhớ rồi thì các bạn bấm chữ sau đó, tại vì chúng ta sẽ không dùng thử nó. Và thiết bị này bấm sau đó. Đây là cái chiếc camera đã gắn được vào tài khoản, và đây là cái hình ảnh thực tế của chiếc camera đem lại. Và đây, các bạn sẽ muốn xem trực tiếp chiếc camera thì các bạn tích đuôi vào đây. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn chiếc camera này. Và đây là cái hình ảnh thực tế của chiếc camera S7DP-5M0WE. Đấy, các bạn nhìn zoom ra, các hình ảnh vẫn sắc nét như thường. Không như những cái cam khác thì khi không phải là camera chuyên zoom thì khi các bạn zoom ra thì nó sẽ vỡ. Như cái chiếc camera này thì khi zoom ra sẽ không bị vỡ nhé. Đấy. Và đây là biểu tượng loa, biểu tượng quay video ở quá khứ hiện tại. Và đây là biểu tượng chụp ảnh. Đây là biểu tượng mic đàm thoại hai chiều và chế độ phân giải của chiếc camera. Và đây là chức năng quay quét của chiếc camera. Các bạn có thể zoom ở đây. Đấy. Khi các bạn quay thì các bạn sẽ zoom ở đây. Đấy. Có thể các bạn zoom ở chức năng này, hoặc là các bạn có thể co ở đây thì chiếc camera cũng zoom lại cho các bạn. Đấy. Đây là điều khiển quay quét trái phải lên xuống của chiếc camera. Và các bạn muốn cài đặt các tính năng của chiếc camera thì các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải. Và các bạn vào các phần cài đặt các bạn mong muốn. Chiếc camera này thì là có 3-4 chế độ. Đó là 4 chế độ của chiếc camera khi xem ban đêm, như là tầm nhìn ban đêm thông minh, tầm nhìn ban đêm có màu, và tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, và tắt nhìn ban đêm. Đấy là 4 cái tính năng của chiếc camera. Và các tính năng bảo trộm khác thì các bạn cũng cài đặt ở bên trong này. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần review và hướng dẫn cài đặt của chiếc camera S7DP-5M0WEZ của chiếc camera 5M3K zoom 12x này. Và quý bạn cần tư vấn, cần lắp đặt chiếc camera 5M3K này thì các bạn comment nhắn tin Zalo số điện thoại ngay ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.